Dạ tới chưa? Dạ chị ạ. À trong phòng kia hả? Anh lên anh họp cái cho lần đầu làm MC run quá. Lần đầu là MC hả anh? Ờ hôm nay lần đầu dẫn đám cưới ấy. Anh... Ừ, trước giờ anh dẫn sinh nhật không à? Đây lần đầu dẫn đám cưới. Rung không anh? Hả? Rung không? Run chứ em, ngày trọng đại người ta mà. Sinh nhật ví dụ mình dẫn có trai sót thì sang năm người ta tổ chức tiếp. Còn năm cưới cả đời có một lần thôi, áp lực lắm. 16 giờ dàn view lông. Ủa bây giờ tao chưa thấy view lông em 16 giờ rồi. À đấy hả? Lan bây giờ sao lên đi đi
ăn đi. Đừng có ngừng nghỉ đi, thấy nhà sĩ với mà đứng như vậy. Vậy quay tiếp lên một bên thôi. Làm là kịch bản, anh không biết được. Cố gắng như vậy.
phí đóng phí qua giai đoạn đóng phí rồi, lớn tuổi rồi. Bây giờ mình chở gì ta? Con nó đóng phim mai mới đi đóng này. Đóng ấn tượng luôn. Nó đóng mấy cái web drama xưa. Nó được cái là nó là real cảm xúc. Không, mình nhìn nó có điện. Có để ha. Lan nó có dán, nó có điện. Cái này ổn hơn chứ. Số 3. Kèm luôn là thầy à. Ờ. Tao nhìn mặn quá ngọt mới không sao luôn. Ờ đi xịn mà, dán đi. Không dính đâu. Đi dán vô cái áo hủ kìa, chụp hình hủ kìa. Ờ thôi kệ đi cái này à. Chút xíu thôi. Tao thủ tục check in lâu vậy ta? Chưa có số. Mới đám cưới lần đầu chứ vài lần nữa là quen. Chứ gì đó. Bỏ vô đó. Gấp lời, gấp lời. Đúng rồi. Đó, nó dễ rồi. Nó sao đâu. Nhiều cái nặng lắm rồi. Bây giờ đó, cứ đi. Tắt ra trời. Ra khỏi ký đi. Không biết nữa. Chứ mình đứng đây làm gì vậy? Nè, thì bây giờ phải làm thủ tục để lấy bạn. Ừ, rồi rác vô đi, rác vô đi. À, con. Là chú Thành nè. Bé Mẫu Nhí Bảo Hà. 14 tuổi. Xanh. Dập hả? Vô vô rồi, vô đây, vô đây. Vô đây, cho cháu nó chụp, cháu nó xin chụp tắm. Vô vô luôn cưng, cho cháu nó chụp tắm. Rồi nè, qua đây nè, mình qua đây nè, qua đây nè. Quay vô, quay. Không có nào chụp á hả? Anh chụp á hả? Ủa anh vô lấy số bàn lên đâu? Không biết, ủa chứ nha. Em đi đâu không biết mà bỏ vô. Bỏ lên là sao? Bỏ vô, bỏ tiền mới cho vô rồi. Không bỏ tiền vô nó đâu cho ngồi anh. Em quên là nắm bịch chưa. Một chua. Nha. Đó. Ok mà chua là tao biết mày đó nha. Vô đi. Đi về thay bộ đồ bộ đó. 4 giờ thay bộ đồ bộ lên. 4 giờ. Thay bộ đồ bộ lên. Được đám cưới này đại chưa. Chưa kịp xuống mà nó nhắn là phải tới tới sớm thì mà đã tắt người ta nhắn mọi người đúng rồi cho nên lại sớm tháng 10 giờ có mỗi có
Ghê quá. Ồ, đó là đâu đi ra. Trắng đen luôn. Sao giờ em xuống chạy quá, em chạy vô không lẽ? Thôi anh vậy được rồi. Ủa giờ mình có vô. Cái này người ta biết là cái thằng nằm đã xém thì hai đứa là lười đã tốt. Cái chiêu cười thì nó quá đáng. Quá đáng. Chưa lười đi. Chưa lười đi. Chưa lười. Chưa cười đi, cười quá trời, quá trời rồi, nó gây đó kiếm chuyện ca dao đó. Ờ đó, kiếm chuyện ca dao đó. Đó, mình vô đi nhé. Vô đi nha. Vô đi chứ đừng đứng đi. Vô đi, vô đi đi ơi. Vô không? Vô. Rồi gì? Không có rồi. Tới chưa? Tới rồi. Chào mọi người. Đi. 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 Chắc rồi, chắc rồi. À mới mới đây, mới nè. Cơ cấu đọc tên nó luôn. Nó cơ cấu 10 người rồi anh. Dạ. Ủa là sao em ơi, cho chị hỏi là giờ là làm gì? Rồi là qua bên kia. Dạ. Chị chưa có, chị có thiệp rồi. Tới tiếp rồi là qua bên kia. Là đâu có thiệp là qua bên này. Đúng rồi, là qua đông quá, người ta đứng nhiều quá. Đâu có vô được đâu. Vậy mình bỏ cho đây xong rồi mới vô trong. Đã đưa từ đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy chưa? Mấy đứa chị cái người. Em vừa không? Kéo anh lên được chưa? Được. Sao không? Sao không? Hôm nay có cơ cấu 100 triệu lần đó. Hả? Hôm nay có cơ cấu 100 triệu lần đây vậy? 8 con hộp với... Anh chị, bộ, chị bộ. Cho chú đẹp mới à. Hello, mình lên rồi. Rồi có chưa? Có rồi, có. Cho mình nghe cho mấy dạ tới chưa? Dạ chị ạ. À, trong phòng kia hả? Anh lên anh họp cái cho lần đầu làm MC run quá. Lần đầu là MC hả anh? Ờ, hôm nay lần đầu dẫn đám cưới ấy. Anh không gặp bé hết. Ừ, trước giờ anh dẫn sinh nhật không à? Đây lần đầu dẫn đám cưới. Rung không anh? Hả? Rung không? Run chứ em, ngày trọng đại người ta mà. Sinh nhật ví dụ mình dẫn có sai sót thì sang năm người ta tổ chức tiếp. Còn đám cưới cả đời cũng một lần thôi, áp lực lắm. 16 giờ dàn viêu lông. Ủa bây giờ cho chưa thấy viêu lông em 16 giờ rồi. À đấy hả? Yeah.
Suốt đời nha em nhé, riêng em là khán giả sẽ ủng hộ em lắm nhé, nha cưng nha. À, dạ thôi, nói chung là hôm nay ngày vui rồi, cho nên là nãy với mọi người vui rồi, thành sẽ chúc gửi lời chúc đến cho hai em thôi. Tại vì vô tình là hai em đã đóng trong phim Nhà Bà Nữ thì nó cũng đóng vai là người yêu của nhau, rồi cái tự nhiên biết đâu nhờ cái đó nó có cái duyên lành, cho nên là có được cái ngày hôm nay thì rất là vui khi mà thấy em với lại Đạt ngày hôm nay đứng đây với sự yêu thương của rất là nhiều người, và anh cũng chúc cho em với Đạt sẽ luôn luôn hạnh phúc. Cái thứ hai là tụi em sẽ luôn luôn lắng nghe nhau để hiểu nhau, nhường nhịn nhau những lúc mà khó khăn, và đặc biệt là sự nghiệp của cả hai em sẽ càng ngày càng thăng tiến, và chúc cho tụi em luôn luôn thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ cảm ơn anh Thành. Rồi, nếu như Thành không hát, sẽ xin mời một người bạn rất thân của Thành là anh Đức à. Anh Đức, anh có ca khúc mà. Thương em, tặng em một bài đi anh. Ở trên đây là YouTube đồ đầy đủ, tặng em một bài. Một bài anh Đức, thương em. Vâng, và bây giờ xin mời ca sĩ anh Đức à. Vâng. Anh xong luôn, mời anh chuẩn bị à. Khoan cho anh hỏi là có mình có kết nối hát bằng điện thoại được không? Tại không có nhạc. Có được không? Được không? Ok. Rồi vậy chờ mình chút xíu nha. YouTube được hả? Tôi lên bị lắng quá, ai cứu tôi giùm. Dạ không ai cứu, tôi tự cứu tôi luôn ạ. Dạ. Minh Sù, cho micro cho Minh Sù để cho trong lúc chuẩn bị nhạc. Mấy người ca không hay hay sống tường lâu quá thì bởi tự nhiên nó ép lên thôi ráng. Ok, bài này mời vũ đoàn Bất Đắc Dĩ lên sân khấu. Bài này sung không anh Đức? Thì bài này cũng bất ngờ Phương Lan mời lên thì anh Đức cũng có một bài hit. Và tự mình cho nó là hit thôi. Dạ. Mình hít hít trong lòng bản thân mình thôi. Vâng. Dạ, thì cũng có một bài đó thôi. Mặc dù cũng có ra mấy bài sau nhưng mà cũng chưa ai biết. Dạ, cho nên hát một cái bài mà mình tự cho là nhiều người biết. Dạ. Sẵn tiện hôm nay mình giới thiệu với mọi người luôn. Anh Đức là sự nghiệp âm nhạc là bằng là bi dạ đó. Đó, không hơn nha.
So về độ MV là hơn nha. Hơn chưa? Nhưng mà view thấp thôi. Trời ơi, bên kia sẽ có vợ chồng hỗ trợ mà, có rap thì kia nào mà thứ. Dương Lâm còn có 2 bài nha. Anh rất 3 bài rồi. Trời, ai làm lại? Mình mở cái beat ở trên mạng luôn mình nha. Anh vui nha, chừng nào em xin nhạc cho em cái nhạc nha. Dạ vâng, nhân đây thì chúng tôi muốn được lục lại cái ký ức thời mà mới ra cái bài đó. Dạ. Thì mình giới thiệu với mọi người luôn về cái quá trình mình sản xuất cái MV được không ạ? Thì cũng cách đây nhiều năm. Dạ. Cũng không nhớ là bao nhiêu năm, chắc cỡ 5 năm. 5 năm là từ cái ngày mà hai đứa nó quen nhau cho tới bây giờ. Thì đó cũng cỡ đó. Dạ. Thì lúc đó cũng có mạnh dạn ra cái MV. Bài hát được mang tên là Tin Anh Đi. Và nhưng mà thực sự không có chuẩn bị nhiều. Và hôm nay là cái thực trạng là hát nhép, mọi người cũng phản ánh rất là nhiều. Cho nên là nãy giờ anh Đức có nhìn tình hình ở đây, do là lý do cái tình trạng âm thanh ngày hôm nay không đảm bảo. Cho nên Đức xin hát live. Không, hát luôn đúng không? Hát live nhưng mà trên một cái nền nhạc beat có bè. Cái bè nó hơi dày thôi. Thế là vẫn hát chồng giống Dương Lâm hát chồng. Đừng, mình hát like trên cái nền beat có bè dày. Like chồng. Like chồng. Like chồng dày. Okay. Vâng, like chồng dày. Nói chung là như vậy. Có rap có rồi đằng mặt hơn. Dạ, bài này là có hát có rap nữa mà cũng lâu lắm rồi chưa hát lại, cho nên nếu mà có dắp lời quên lời xin quý vị bỏ qua. Góp vui là chủ yếu. Xin mời âm thanh ok. Ok, xin cho nhạc bài Tin Anh Đi. Vâng, xin mời tất cả mọi người, chúng ta ai rảnh rảnh lên sân khấu mình nhảy cho vui bài hát Tin Anh Đi của anh Đức. Ủng hộ giùm luôn đi. Dạ, nãy giờ nó đầu tư nhiều đúng không? Dạ, thật sự em cái này cũng đầu tư cũng không là khoảng 5 hết rồi. Bây giờ mình sẽ đề thêm là cảm ơn anh Vinh. Anh Nét Tiên. Anh ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi. Tiểu Vi mới vừa mở live show ở hình như là 1-2 tháng vừa rồi. Bởi vì từ khi bờ lắc bên về, Tiểu Vi đã có một khúc rất là hit. Mời Tiểu Vi, hoa hậu Tiểu Vi, chị lên nhảy với em. ST trưởng phải không? Em học thuộc lời lại. Học thuộc lời lại rồi. Anh ST ơi, anh ST sông sạch của tôi ơi, mời anh tặng cho tôi một ca khúc Anh ST ơi. Mời anh ST hết ly và lên tặng cho em một ca khúc ở bên nhà hàng thì có báo với em là sau 8 giờ hồ bơi sẽ được miễn phí hoàn toàn. Cho nên hy vọng là một tí nữa ai muốn mở bát hồ bơi thì nhớ alo cho em biết nha. Anh Tú ơi. Cho cái thân tiền. Cái gì? Hai bên không có hai bên luôn. Cho nên anh nghĩ cái bài đó là hot cho em. Bây giờ hát bài sâu sắc, bài đậm sâu em hát không được. Cho nên anh nghĩ là mình chỉ đời thôi. Là có sao làm vậy. Và vừa đó có hát gì. Dạ, nãy giờ nó đầu tư nhiều đúng không? Dạ, thật sự em cái này cũng đầu tư cũng không là khoảng 5 nóng nha mọi người. Em nghĩ chắc mọi người ở dưới cũng rất là nóng mà. Anh ST ơi, mình xong chưa anh? Dạ. Đợi cho em không cần giới thiệu nữa Ngày hôm nay thì SC xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các cô chú, các anh chị đang có mặt tại đám cưới của đoàn Tài Lan. SC thì cảm thấy là mình rất là may mắn khi có mặt tại đây. Và cái bài hát này anh sẽ là một bài hát rất là yêu thương, và anh sẽ tặng cho cô dâu chú rể và những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Có được không ạ? Có ai lên nhảy cùng với SC ca khúc này không ạ? Bài yêu yêu à, đây là một ca khúc mà SC cover lại nha, không phải ca khúc của SC. Rồi, mời anh Dương Lâm lên luôn ạ. Có ai có thể lên đây hát cùng với SC ca khúc yêu không ạ? Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc hả? Có ai vậy anh? Yêu, mà bài gì á? Lên diễn cùng thôi à? Xong luôn. Cứu tôi. Dương Lâm ơi, yếu nghề bạn ơi, giúp mình đi bạn ơi, yếu nghề nè.
hát đi Tuy Anh nè, Trần Phong nè, Minh Xù nè, Lê Xuân Tiền, Lan Ngọc ạ, bà yêu à. Bàn này nè, mời lên Trương Quỳnh Anh nè, sao nè. Trương Quỳnh Anh nãy giờ không thấy lên à. Tiểu Vi à, Eric à. Trương Quỳnh Anh kìa. Eric là đã từng hát bài yêu rồi đúng không em? Lên đây cùng sân cao với anh nha. Anh Trấn Thành à, đây là một bài anh có thể thuộc à. Sam à, xin mời à. Nhúng nhẹ thôi. Lên chơi đi bầu ơi. Lên đi bầu. Tiểu Vi. Dạ, xin mời mọi người chúng ta tràn lên sân khấu liền mình hát. Yes, Eric ơi, em đừng có ăn dessert nữa, Eric, em lên đây rồi ăn xong. Cái đó nó đâu có sợ nguội đâu. Rồi, cho vài cái mic nè. Đây, cho vài cái mic luôn. Xong luôn. Xin mời Tiên à. Em không biết hát bài này. Kệ. Trân à. Mời bà Hồng. Giữ á. Trung à. Ghét à. Một cái. Hoa. Rồi. Xin mời tất cả mọi người à. Anh Minh Tuấn mới bay ra, anh Minh Tuấn xin mời phụ rể, già phụ rể, già phụ dâu à. Anh Minh Tuấn mới quay giữ giúp em cái điện thoại, hôm mai em qua em lấy cái 15 nha. Đồng ý. Xin mời lên nhạc đi ạ. Rồi, lên nhạc. Cũng xin hôm nay được mời lên đây cũng gửi một lời chúc cho hai em là Phương Lan và Phan Đạt sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, sẽ luôn cho nhau những cái niềm vui. Và có những lúc mà buồn bực gây gỗ thì hãy nhớ tới ngày hôm nay, tất cả mọi người ở đây chúc phúc cho hai em thì cùng nhau vượt qua nha. Thì chúc mừng. Yeah. Mọi người ơi, nâng ly vô cái vô đó sớm đi quý vị ơi. Đi mọi người đó. Cho nên anh nghĩ là mình chỉ đời thôi, là có sao làm vậy. Và dù nó có ra gì, dạ, hồi nãy chị nói đầu tư nhiều đúng không? Dạ, thật sự em như vậy cũng đầu tư cũng không là khoảng 5 triệu. Thank you.